Phiêu Đồng xin giới thiệu cho các em, các anh, các chú, các bác, các ông một cái sản phẩm dành cho đàn ông của chúng ta, đặc biệt nhất là lứa tuổi từ trung niên trở lên. Tại sao như vậy? Tại vì là theo quy luật tự nhiên các bạn, chúng ta càng lớn tuổi, sức khỏe chúng ta càng yếu và cái chuyện gì nó cũng yếu. Và đến một lúc nào đó là tất cả đều yếu và cùng về với ông bà. Quy luật mà ai phải hết trơn thôi nha. Nhưng mà chúng ta thay vì là chúng ta để 50 tuổi, 60 tuổi đã yếu rồi thì chúng ta phải cố gắng duy trì để mà tới 80, để mà 90, để tới 100 mới yếu. Chứ còn tôi thấy có nhiều người 50 đã yếu rồi các bạn, yếu về mọi lĩnh vực, rất tội nghiệp. Bạn bà tôi rất là nhiều người như vậy, nhất là những người đang ở Việt Nam. Thì Phi Đồng xin giới thiệu các bạn một cái loại thực phẩm chức năng mà người ta làm với dạng viên con nhộng, nhưng mà đây không phải là thuốc nha, không phải là Viagra. Đây là thực phẩm chức năng dành cho nam giới. Nhưng mà uống vô là không phải cơ bắp nó nở nha, muốn cơ bắp nở phải tập tạ. Tạ tôi đem kia kìa. Nhưng mà ý nói là mạnh, gọi là perfect man, gọi là quan đông perfect man, tức là uống để trở thành một người đàn ông perfect, tức là hoàn hảo các bạn, để trở thành một người đàn ông hoàn hảo, tức là mạnh về cái vụ kia. Thì Phiêu Đồng đang xài cái này các bạn, Phiêu Đồng đang xài cái này, đang dùng một nửa rồi. Thì đây là của một cái hãng dược phẩm có cái tên rất nổi tiếng ở Đại Hàn. Nếu ai mà ở Đại Hàn hoặc là ai mà coi như là hiểu biết về nhiều Đại Hàn thì cái hãng Quan Đông này không có lạ lùng gì. Đây là một hãng dược phẩm rất rất nổi tiếng ở Đại Hàn, và cái hãng này nó có cả cái bệnh viện gọi là Quan Đông các bạn. Và người ta làm cái sản phẩm này rất tốt. Và cái sản phẩm Quan Đông Perfect Man này dành cho nam giới là nằm trong top 6 của những cái sản phẩm mà gọi là chữa trị sinh lý cho đàn ông, dành cho những người đàn ông mà yếu sinh lý, tinh trùng loạn vân vân, thì nó nằm trong top 6. Nhưng mà ngoài cái chức năng á, là chữa trị về cái mặt yếu sinh lý, và rất nhiều người đàn ông bị cái bệnh như vậy, thì nó còn ngăn ngừa bệnh tật của đàn ông. Ví dụ như là đi tiểu buốt, ví dụ như đi tiểu đêm rất là khó chịu, đau vùng thắt lưng, và đặc biệt là đề phòng viêm phiền liệt tuyến rất đau khổ. Tôi thì tôi uống về cái lý do thứ hai. Bà Đỏ đừng có cười nha, bà Đỏ nói tôi yếu sinh lý cho nên mày yếu sinh lý cho nên tao thấy mày cái như là sáng uống một viên, tối uống một viên mày khoe. Nó nói tôi yếu sinh lý, nhưng mà tôi nói không phải, tôi là uống để phòng ngừa bệnh nam giới, tại vì tôi lứa tuổi trung niên rồi, không còn mạnh khỏe như thanh niên nữa. Nó nói gì kệ nó các bạn, cái này bộ này B1, B6 này. Còn tiếng Hàn nữa tôi đọc được B1, B6 các bạn. Đây của hàng Quan Đông các bạn nha. Thì một hộp thế này là tất cả là 240 viên. Một hộp thế này 240 viên. Giá Hanashop chỉ bán $120. Rất rẻ các bạn. Vì hiện nay Hanashop đang miễn phí vận chuyển ở Canada, ở Mỹ, ở Việt Nam, còn nơi khác thì khán giả làm ơn trả tiền vận chuyển, còn không là mua cái đơn hàng lớn lớn một chút, ví dụ như từ $400 trở lên thì Hanashop sẽ miễn phí vận chuyển. Bây giờ tôi mở ra các bạn nha. Mạnh khỏe lắm nè, B1, B6 này vận động nữa, dữ dằn lắm nha. Tôi uống hết nữa đó các bạn. 240 viên thì trong này nó chia làm hai hộp, mỗi hộp là 120 viên, mà tôi xài hết nửa là hơn nửa rồi. Đây các bạn, hết bên này rồi, còn cái này tôi đang xài lỡ cỡ. Mỗi hộp thế này là 120 viên, mà có hai hộp thì là 240 viên các bạn, tôi đang xài lỡ cỡ nha, để các bạn coi. Người ta làm với dạng viên con nhộng, nhưng mà đang phải thuốc tây. Đây là thực phẩm chức năng các bạn, chứ nó không phải như Viagra.
Tôi lấy ra. Nếu người nào mà yếu sinh lý á, thì sáng dùng 2 viên, tối dùng 2 viên, hoặc là trưa dùng 2 viên, tối dùng 2 viên, nói chung một ngày là 4 viên. Còn người nào bình thường á, là sáng 1 viên, tối 1 viên, okay, hoặc là trưa 1 viên, tối 1 viên. Còn ngày hôm nay các bạn, ngày hôm nay á, là buổi sáng là tôi quên. Buổi sáng tôi quên rồi. Bây giờ tôi chơi luôn 2 viên. Chơi luôn 2 viên rồi để tối khỏi uống. Bây giờ là gần chiều chiều rồi các bạn. Đừng nói phiêu đồng ý sinh lý các bạn. Nghe bà đỏ. Tôi dùng cái thuốc này là bởi vì lý do thứ hai, tức là phòng bệnh nam giới. Hiểu chưa? Mẹ tao thằng này đi kêu yếu sinh lý, đùa hoài mày. Nó viết email tôi, nó kêu tôi yếu sinh lý. Ý cũng được. Ý cũng được, sao đâu. Là. Cái này uống tốt các bạn, uống 2 vị các bạn á, uống 2 vị thế này hay là thấy là working rồi đó. Thấy ngon ngon rồi đấy nha. Thấy ngon. Và người ta cam kết các bạn, hãng cam kết uống hết liều thế này này là cải thiện về mặt sinh lý rất tốt. Đứng nằm trong top 6 của những cái loại thuốc mà chữa trị yếu sinh lý nam đó các bạn. Mà cái này là các bạn, tôi nói các bạn, cái này là thực phẩm chức năng chứ không phải như Viagra dạng thuốc. Uống vô xong cái là tiếng đồng hồ sau là có tác dụng liền. Nhưng mà ngày mai lại nó quay lại vị trí ban đầu. Đâu chỗ đó. Ví dụ giống như tôi bây giờ về mặt sinh lý là tôi tự đánh giá tôi bây giờ là 6 điểm. 6 trên 10. Tôi tự đánh giá đó nha. Nhưng mà đó nói tôi chắc 2 3 thôi, tôi nói tôi 6 trên 10. Ví dụ tôi uống Viagra vô á, một tiếng đồng hồ sau á, thì cái số điểm tôi có thể đạt tới là 8 9, 10 thì chắc không có 8 9 đúng không? Nhưng mà ngày mai lại là tôi quay lại là 6 điểm trên 10. Tại vì thuốc mà. Nhưng mà cái này là thực phẩm chức năng. Không phải thuốc, cho nên đòi hỏi chúng ta phải kiên trì, chúng ta phải dài ngày. Ví dụ như chúng ta phải cố gắng uống hết một liều thế này. Thì tôi từ 6 trên 10 các bạn, tôi đang hy vọng tôi điểm tôi sẽ lên từ 7 tới 8. 6 uống xong là lên 7 trên 10 hoặc là 8 trên 10. Mà nó ngon như nữa, cút thêm liều nữa lên 9 trên 10 nhất với nữa. Nhưng mà bền bỉ theo thời gian. uống nó nhiều quá. Nó nhiều cái bò đỏ nó mày yếu sinh lý mà nói mẹ cho tôi. Hồi sáng tôi quen uống các bạn. Hồi sáng này đi làm răng quen uống. Bây giờ là làm luôn 2 viên. Thì cứ cho tôi yếu sinh lý thì được có sao đâu. Nó bệnh như đầu cử. Đây mình bệnh mà. Trời ơi. Tụt xung cả nữa. Hay rồi nha. Còn hộp đây. Rất nhiều các bạn. Tôi nghĩ là chúng ta đàn ông, nhất là đàn ông trung niên trở lên, thì nên xài thuốc này. Thì nên xài cái thực phẩm chức năng này các bạn. Rất là tốt. Chứ tôi thấy bạn tôi mới 50 năm mấy, thấy đã quẹo cháu hay tên rồi. Yếu lắm. Tại vì mấy bạn đó là không lo giữ sức khỏe. Nên xài cái này để phòng, để mà phòng hai mục đích luôn. Mục đích thứ nhất là cải thiện cái sinh lý nam cho mình cho tốt. Thứ hai nữa là phòng những cái bệnh về nam giới như tôi nói các bạn. Xuất xứ mà tại sao là Hana Shop nhập cái này về bán, tôi kể các bạn nghe nhiều lần rồi, tôi kể lại này. Bạn tôi ở Đà Nẵng nha. Bạn tôi bị là tiểu đêm, tiểu buốt. Trời ơi, nghe nó kể mà tôi rợn tóc gáy các bạn. Nó nói mỗi lần đi tiểu là một cực hình, thấy tội nghiệp. Người đó nhóm nhắc mà đi nước đái bằng khè rất là tội. Thì vô tình bạn của bạn tôi đi du lịch ở Đại Hàn và nghe người ta quảng cáo ở Đại Hàn là cái loại thực phẩm chức năng của Quan Đông, cái loại này đấy, Quan Đông Perfect Man. Thế là một cái người bạn đó về tặng cho bạn tôi ở Đà Nẵng 2 hộp. Mới lúc đó thì bạn tôi chưa kể tôi nghe đâu, tại vì nó phải dùng thử. Nó dùng hết một hộp các bạn, cái tình trạng đi từ đêm cải thiện được rõ rệt. Nó nói một buổi tối các bạn, nó đi tiểu tới 8 đến 10 lần, các bạn ngủ gì nữa, làm sao mà còn thời gian nào mà ngủ. Người ốm nhóm nhấp sơ sát, nhưng mà nó dùng hết một hộp các bạn, nó nói tình trạng tiểu đêm giảm rất là nhiều. Chỉ còn là 3-4 lần thôi. Mà tôi nghe 3-4 lần tôi nói mới đi game. 3-4 lần đối với tôi là ghê lắm rồi, nhưng mà đối với nó vậy là tốt rồi. Và sau đó nó tiếp tục nó dùng thêm một nữa, thì tình trạng tiểu đêm của nó còn lại từ 2-3 lần thôi. Thế là nó điện thoại cho tôi.
Và cái tình trạng mà tiểu buốt là giảm rất là nhiều và nó rất là mừng các bạn. Nó nói Phil Đồng, mày nói Hana Shop nhập cái loại hàng này đi. One Don't Perfect Man. Tại vì khi nó biết là Hana Shop đang nhập những cái hãng Hàn Quốc cái loại này dùng, ta dùng rất tốt, và nó kể như tôi kể các bạn vậy đó. Đặc biệt là dành cho những cái người đàn ông mà sinh lý không có được tốt và phòng những bệnh đàn ông. Thì tôi nghe nói vậy cái tôi nói Hana Shop nhập về liền. Đầu tiên nhập cũng một thùng thôi. Một thùng về tôi giới thiệu xong rồi bán liền, bán được liền. Rồi sau thời gian cỡ chừng nửa tháng sau là nghe khán giả phản ứng là rất là tốt. Dùng coi như là working rất là tốt các bạn. Và sau đó hiện nay cái hàng này bán rất chạy. Ở đại hàng bán rất chạy mà Hana Shop cũng bán rất chạy. Giá cả thì Hana Shop chỉ bán $120 thôi. Giá rất cạnh tranh. Còn giá khuyến nghị của hãng các bạn là hơn $150 là. Nhưng mà Hana Shop chỉ bán $120 và là miễn phí vận chuyển ở Canada, ở Mỹ, ở Việt Nam nữa. Còn ở nơi khác thì các bạn trả phí vận chuyển nha. Còn nếu các bạn mà muốn Hana Shop bao luôn cái phí vận chuyển thì các bạn đặt cái đơn hàng cỡ chừng là $400 trở lên thì Hana Shop sẽ bao luôn phí vận chuyển. Chứ còn các bạn mua một gói này, một hộp cái này $120, ví dụ các bạn ở Úc chẳng hạn mua hộp này $120 mà bưu điện mà nó chở cái hộp này mà tới Úc á, là hết $100 rồi. Còn cái gì nữa, còn gì. Nhưng mà chuyển đi Mỹ với đi Canada được, tại vì khoảng chừng tùy độ dài khoảng chừng 15-20 đô, $30 thì Hana Shop vẫn chịu được. Ở Việt Nam thì cũng vậy. Ở Việt Nam thì Hana Shop nhập từ đại hàng thẳng về gia đình của Hana Shop ở Việt Nam luôn. Cho nên á, giá cả thì Hana Shop bán rất cạnh tranh. Chỉ $120 mà đến 240 viên miễn phí vận chuyển ở Canada, Mỹ và Việt Nam. Thì theo tôi thì đàn ông thì nên xài cái này các bạn. Nếu bạn nào mà sinh lý bình thường giống như tôi thì mình cũng nên xài. Để làm gì? Để mình phòng bệnh vậy thôi. Chứ đơn giản, tại vì lứa tuổi trung niên như tôi trở lên thì rất là dễ bị những cái bệnh đàn ông. Phụ nữ người ta có những cái bệnh phụ nữ, mà mình đàn ông thì mình có những cái bệnh đàn ông các bạn. Mình phòng bệnh đi, thay vì là 50-60 tuổi là mình coi như là quẹo cháu rồi, thì mình phòng bệnh, mình duy trì sức khỏe của mình đến 80 tuổi mình mới quẹo cháu, hoặc là 90 tuổi mình mới quẹo cháu, 100 tuổi mình mới quẹo cháu, là về với ông bà cũng vừa đi nữa, sống gì cho nhiều. Cảm ơn các bạn nha. Các bạn có nhiều tiền để làm gì? Hãy giữ sức khỏe cho mình. Giữ sức khỏe cho mình là chính giữ sức khỏe cho vợ mình, con mình và cho cả gia đình mình. Nhiều tiền để làm gì? Bé có $120 à. Cảm ơn nhiều nha. Rất cảm ơn. Và các bạn hãy hỗ trợ Phil Đồng các bạn bằng cách là mua hàng ở Hana Shop .me, điện thoại là 778-536-1897. Cảm ơn nhiều các bạn. Và Phil Đồng cũng rất cảm ơn những khán giả đã đặt hàng ở Hana Shop.me. Rất cảm ơn. Thank you.